Tới nha. Trời đất ơi. Ui da. Rồi, xong. Cái cầu thật là rung rinh. Lên thôi. Hô. Dì ba hết hồn chưa? Ủa dì ba đang làm gì đó? Đang bóp rau nhút nè con. À đang bóp rau nhút hả? À, hồi sáng thì các bạn ơi, mình với lại Ngân có ra hầm của dì ba để mà giăng lưới. Thì biết là hổm ngày dì ba nói là hầm cũng cá nhiều lắm, nên là muốn mình giăng lưới. Tại vì giăng cho bớt cá đi để cá nó không có ăn rau nhút của dì. À, sáng giờ dì ba nhìn dì ba thấy có cá không dì ba? Ủa con đứng cá dính lưới nhóc hết trơn, con xuống thăm đi giật giật nãy giờ. Vậy đó hả dì? Wow. Bởi vì dính nó rồi con. Dạ. Nghe dì nói mình thấy ham quá trời luôn. Thôi bây giờ mình tranh thủ xuống để mình gỡ coi có như lời dì nói không nha. Dì con xin phép dì ba con xuống con gỡ nha. Xuống gỡ rồi con. Dạ rồi. Con sẽ thăm nha. Chắc là nhiều lắm đây Ngân ơi. Đường này, đi đường này đi. Tại tính lại đầu kia. Hồi sáng á, lúc mình giăng á, nước nó lớn, giác này nước nó rút lại rồi. Thấy được tay lưới luôn rồi kìa Ngân. Ui. Đúng không? Ui da, kiến lửa. Đúng hả? Kéo quần lên. Chắc không đến nổi. Dính, dính cái chân rồi. Đúng quá dì ba ơi. Dạ. Rồi. Ngân hầu lưới nha. Thăng nha. Wow. Đâu? Nè. Trời ơi. Được con cá ngô phi gì ba ơi. Ôi các bạn ơi coi nè, nhưng mà nó chết rồi, hình như là sáng giờ nó chết hay sao á. Nè, gỡ ra đi. Đây để tôi gỡ ra nha. Ù. Con cá ngô phi. Wow, được một con đầu tiên rồi. À, lý do là mình với lại Ngân giăng cũng lúc sáng tới giờ các bạn ơi, nên mình thấy là nó bị yếu đi rồi. Nó không còn được mạnh nữa. Nó ngâm ngáp à. Tiếp tục nha. Thường á mình giăng lưới mà giật giăng trong vườn rau nhút á là khó lắm luôn á, nhưng mà dì rất là dễ thương cho mình giăng nè để mà bắt cá, tại vì giăng gì là sẽ bị hư mấy cái cọng rau này nè, nên là mình cũng phải cẩn thận một chút. Ngân ơi nhìn nè. Ôi ơi ốc kìa, con ốc nó dính vô cái lưới luôn, bỏ nó vô luôn. Ngân hâu lưới lại nha. Ôi chỗ này lúng quá à. Ê nha. Wow. Ôi trời ơi, bự quá vậy. To đùng luôn. Bự cha bá luôn nè dì ơi. Ôi các bạn coi con cá nè. To đùng luôn. Wow. Nhìn nè. Ui. Để tôi bỏ nó vô. Ôi trời. Ê, nó quậy, nó quậy quá, nó quậy quá. Hồi sáng mình quên nên mình đem cái thao theo. Tôi dịnh lại. Nó cũng bị yếu rồi, nhưng mà nó còn quậy nè. Sao bây giờ? Gỡ từ từ thôi. Ủa, nó cắn cái lưới này Ngân ơi. Ui. Ôi. To đùng luôn á. Uống nụ luôn. Đã quá. Tiếp tục thôi. Bây giờ làm sao đây, không lẽ kẹp cái thùng này vô nắp hả? Hay là đưa đây để tôi cầm cái thùng cho. Vậy đi. Không được, nó có bị gớt ra hả? Hay là để tôi cầm thùng cho. Được không? Rồi chừng nào tới lúc gỡ cá thì bà cầm lại nha. Tôi đi gàn trước coi. Ăn sao hâu lưới đi nha. Wow, đây một con nữa nè. Thôi. Đã quá trời luôn. Hèn chi gì nói với mình là cá nhiều lắm luôn á. Các bạn coi nè, được khi một con nữa rồi. Ôi, đã quá. Nhưng mà tại vì á mình giăng sáng giờ nên là nó chết rồi. Nó yếu rồi. Ừ. Với lại biết sao không, nước lên rồi nước xuống á. Cái nó chết. Đó, thêm một con nữa. Đã quá. Để từ từ thôi. Đây là lưới 7 phân đó các bạn. Bởi vì á nó dính toàn là cá bự thôi. Để bữa nào mình đem tay lưới nhỏ ra mình giăng thử xem sao. Ở đây mình giăng lưới nhỏ là dính xèo xèo luôn á. Vậy đó hả? Giăng hâu lưới nha. Ừ. Khúc này không có con nào hết trơn á. Nãy giờ được 3 con rồi đó. Hôm nay á mình với lại Ngân giăng cái đoạn rất là ngắn luôn các bạn, nhưng mà mình biết là có cá, tại vì lúc sáng á nó quậy quá trời luôn, không ngờ vô đây giăng thì lại dính nhiều như vậy. Nhìn nè. Wow.
tôi bắt nó ra nha. Toàn là cá rô phi không à, kỳ vậy ta. Trong hầm rau cá rô phi nhiều lắm luôn á. Để thử gỡ nó ra. Ừ. Ui đó, một con nữa, quá đã. Tiếp tục thôi, bốn con rồi. Rồi có một con cá nó vụt rồi. Gì vậy? Ôi đây một con nữa nè. Bự không? Con cá vụt bự không? Bự hay sao á, nó nhảy một cái bon ngang, thấy không, bà thấy không? Tôi chỉ nghe một cái tật trong cái lưới thôi à. Đúng rồi, hình như là nó nhỏ quá hay sao á. Nhìn nè. Nhưng mà không sao, vẫn còn dính con cá bự lại. Bù đắp lại cho mình được một con cá to luôn. Ui con cá này quá bự luôn các bạn ơi, các bạn coi nè, nó bự hơn cái mặt của mình luôn á. Nó ú nù luôn á. Rồi sao, gỡ nó ra đây. Bây giờ đưa đây. Rồi gỡ đi. Trời ơi, nó mắc lưới quá trời nặng rồi. Mình mà ra gỡ sớm á thì nó không chết á. Mình ra gỡ trễ cái nó chết. Rồi cái này không biết gỡ làm sao luôn nha. Nó bị lòn rồi. Quá trời luôn rồi. Dính lưới quá trời dính luôn rồi. Dính lưới nặng quá trời. Này là không biết gỡ làm là sao luôn. Bà quậy dữ thằng lắm nè. Đúng rồi, tại nó quá bự đi. Nó quá to luôn. Rồi. Ê, làm hư cái khúc lưới của người ta luôn rồi nè, thấy không? Hư rồi. Kéo ra. Rồi. Tao vô. Nè, một con nữa nè. Ôi. Ôi. Đã quá. Tôi mở nó ra. Đây. Được mấy con rồi nha? Bỏ giờ để đếm coi. 1 2 3 4 5 6. 6 con rồi hả? Cái khúc này nó dính cái gì rồi nè? Nó dính trong rong rồi. Hết rồi. Rồi hết trơn rồi. Ui. Ê ga của con ngon quá chừng luôn kìa. Đúng rồi. À, các bạn ơi, hôm nay á, thì mình với lại Ngân chỉ giăng cái tay lưới có ba lớn rồi nè. Các bạn coi nè, nó rất là ngắn luôn, nhưng mà cái thành quả mà mấy chị em đạt được á thì là một thùng cá luôn. Để bữa nào mình sẽ đem cái tay lưới nhỏ ra mình giăng nha. Tại vì mình thấy ở đây cá nhỏ rất là nhiều. Đây, được quá trời cá rô phi luôn. Rồi bây giờ sao ta? Giờ có rau nè. Ở đây có rau, mình xin con bỏ giăng. Để nói với cô cái. Nói với dì ba. Dì ba ơi, cho con xin ít rau nha. Con hái nha. Cái này hái làm sao vậy? Hái làm sao? Hái trong này hay hái ở ngoài hàng? Cái nào cũng hái được luôn. Dì nói là cái nào cũng hái được luôn. Hồi trước giờ thì mình cũng không có rành lắm nữa. Ngăn rành nè, cái này hái sao ngăn? Ngắt là được hả? Ngắt cái đoạn thôi. Ngắt vậy là được hả? Ừ đúng rồi. Nhưng mà lựa cộng đầu dài thôi. À, lựa cộng đầu dài ngắt phải không? Rồi, hôm nay mình sẽ hái rau nhút. Ủa sao ngắt nó có mà lớn vậy? Ở đâu ta? Ở đâu bây giờ? Cái này được không? Ở đây rồi xong đi sâu đi trong đi. À. Con qua trong này nó có sâu lắm không? Được phải không? Không được. Sâu hả? Sâu thì hái ở trong đây nè Ngân ơi, trong đây cũng ngon lắm. Dạ, để con hái cho. Dạ. Mấy gồng rau này nó đứt hết trơn rồi nè. Nó bị cắt rồi á, nó còn có chẹo không à. Nãy giờ thì chị em mình cũng thăm cá lên rồi nè. Thì có hái được một ít rau nhút thì lên cô cũng cho luôn. Rồi đặc biệt thêm á là cô rất là dễ thương luôn nha. Cho mình thêm một cái trái đu đủ nữa nè. Cô nói là nó mỏi dịch rồi. Giờ chỉ cần phơi nắng 2 ngày thôi là nó chín và ăn được rồi đó. Đặc biệt á là cô nói đu đủ ở đây trồng rất là ngọt luôn. Thì cũng đủ đồ ăn rồi. Với lại Cẩm nó muốn đi qua bên chỗ bà Bảy xin thêm một ít cái gì nè. Bạc hà. À bạc hà, cho nên là bây giờ hai chị em mình sẽ qua bên kia nha. Rồi. Tại có chỉ có rau nhút thôi, bây giờ xin thêm bạc hà của cô Bảy. Dạ, nữa. Con cảm ơn dì ba nha. À, con đi về nha dì. Bữa nào con ra đi cho con nghe. Dạ. Cái Để đi lên cái xuồng trước cái. Để bỏ cái này xuống cái. Rồi, lấy cái. So.
Dạ. Ui. Bữa nào ra chân lớn nha con. Dạ. Cưng quá à. Ôi da. Quá trời lục bình này, có khi nào đụng nó không ta? Ấy da, nước chảy. Rồi, lên thôi. Lên thôi. Mình quên đem theo dao rồi. Cắt là cắt tay đi hoặc là lên mượn dao có bẫy đi. Bà Bảy ơi. Ủa, anh có bà Bảy ở nhà không vậy? Ôi bà Tuốt ở ngoài kia rồi. Ông Bảy ngồi kìa. Ông Bảy ơi. Sao quá sao kêu đây. Để chú yếu đi. Ông Bảy. Cha có xin bạc hả? Không có dao sao giờ ngăn. Bây giờ muốn mượn dao. Có ngắt được không? Mượn anh Hiển cái dao đi. Ngắt cái này không được đâu, mượn anh Hiển cái dao đi Ngân ơi. Các bạn ơi, thì mình đã có được rau nhút rồi. Hôm nay mình ghé bà Bảy xin thêm một ít bạc hà nữa để mà về mình làm một cái món rất là đặc biệt với lại cá rô phi luôn nha. Giờ là sẽ cắt nó. Quá trời luôn. Mình cũng muốn ở nhà vườn rau nhà mình nó có một ít bạc hà mà mình đã xin giống của bà Bảy rồi, trồng chắc là nữa nó cũng xum xuê như vậy. Mình không cần phải đi ra đây mình xin nữa. Ở nhà mình cũng có luôn. Giờ là mình đang chờ Ngân để mà lấy cái dao. Để coi chỗ nào được đây. Ở đây trong bày tốt nè. Sẽ cắt ở đây. Có chưa Ngân ơi? Rồi. Rất là nhiều luôn. Ôi quá trời tốt luôn rồi. Nè cái này nè. Đâu? Tới cái... liền. Cái này được nè. Nè. Đây để tôi. Rồi. Wow. Một cây duy nhất. Ê đang cho nắng đồ quá. Rồi. Cây thứ hai. Cây thứ ba. Đây. Đây. Được chưa ta? Thêm đi ha. Thêm một cây nữa đi. Thêm hai cây được không? Được luôn. Rồi, cây này nữa nha. Xong. Như được rồi ha. Như được rồi. Về thôi. Ôi, cái lá của nó bự chảng luôn đó. Bự hơn cái mặt luôn đó. Đi. Rồi. Ông Bảy ơi. Con về. Ông Bảy nhiều nha. Con về đây. Bye bye. Con đi về đây. Ôi. Ừ.
Đây, cái này nha, thích không? Ngon quá. Nhưng mà nó chết rồi. Tại vì hồi trưa giờ đó chị. Dạ, sáng giờ luôn. À, các bạn ơi, thì mình đã đem rau về, cá về rồi. Đến lúc này chị Dung với lại chị Ba cũng ghé chơi. Nên là cả nhà mình sẽ cùng nhau để mà nấu một bữa ăn thật là ngon nha. Thì hôm nay nấu món gì đây ta? Có món gì đây? Rồi. Có con ốc bằng hạ tốt dữ luôn. Đúng không? Mới hái ngoài kia luôn. Tình của bà Bảy á. Chị Mằng đó nha. Chị Mằng đi rồi em cắt cho. Món gì? Chị đánh giải đi em cắt cho. Món gì có rau với có bạc hà. Chắc chắn là lẩu rồi. Ăn lẩu giải cảm cho mọi người. Lẩu giải cảm. Ai cũng bị cảm. Đúng rồi. Chị là bị lây cảm gì? Không chị, tại cái nguồn cái ngọn gió này á. Tại là em hổ. Em tại cái ngọn gió này độc quá, em cảm chứ, ai em bệnh chứ. Giờ mấy đây rồi em cắt đi. Ôi còn bạc hà này cái nào cái nấy nè ông nội ơi. Chị, cái bạc hà này á là ở ngoại bảy trồng nguyên một vườn luôn. Vậy bữa này nhà mình sẽ có một vườn y chang vậy. Ngon ghê không? Bữa sao thấy ít chứ hả? Thấy gì đó chứ nhiều lắm. Nhiều lắm đó. Tại không xin, tại xin nên là không dám thấy nhiều. Thì hái ở đâu vậy? Ngon quá nè. Ngon quá nè. Thấy ở ngoài, ở ngoài chỗ của dì Ba, chỗ mẹ của anh Sơn á. À. Chị thấy đó trồng nhiều lắm đó không? Nhiều. Cái hồ đó kiểu cô chồng đi nhà á. Mình nên cô chồng mà. Mà vô đó là đối với cô là tôi thấy nhiều rồi. Nhiều. Chị nhưng mà cô giỏi lắm luôn á. Mà dễ nhất chồng cũng dễ mà đúng không? Chị thích ăn ngon nhất lắm á. Chị muốn thái hay sao chị? Thái đi ha. Nhưng mà chị thấy nhiều người ta cũng trộn gỏi nữa. Thái thì để gì? Chị trộn gỏi thịt gà chị. Trời 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 trời. Nhưng mà em chưa có ăn trộn gỏi. Chị ơi nhức nách luôn á. Chị nấu canh chua với không chị trộn gỏi nhưng mà mình dần nó cho nó chín trước mà nó trộn mà rồi được rồi đưa đây cho chị rồi các bạn ơi thì hôm nay mấy chị em mình nó thấy là ngoài này rất là mát luôn cộng thêm á là tàn tan nguyên một vườn bông rất là đẹp cảm thì nó đang tưới cây nè nó tưới là giờ thôi nha mày ông chó tới nha mày có tới ba cái bông hồng này nghe ba cái bông ha bụp chịu nổi đó không bụp trước mặt em hai cái bông bụp ở đây thì mình có một ít cá là này là mình đã thái ra rồi xong rồi chị Dung thì có ướp đồ rồi thì cho nên là hôm nay mấy chị em quyết định đó là sẽ ăn một cái nồi lẩu thiệt là hoành tráng luôn để mà giải cảm cho mấy chị em nha đây cho chị ca nước tại sao không cho bông hồng mà lại nó nói bông bụp vậy chị nó không có yêu thương mình đó chị bông hộp nó không thích bông bông bụp mấy em chuyên nghiệp chưa trời đầu bếp mình là đầu bếp thấy dữ rồi chuyên nghiệp quá khác cái chảo luôn phải cho nó vàng mới được chứ gì vậy Dung tặng chị nè nãy lụm đâu em có chút lòng thành tặng chị cái bông vạn thọ cảm ơn em thấy tết nhất mình tặng chị là thấy chị thọ lắm mình á chị Ba có thấy em đẹp như cái bông này không đẹp quá trời đẹp luôn quá trời đẹp luôn á nó không tặng bông hồng luôn mà nó tặng em bông vạn thọ chị nó không tặng bông bụp lên nữa chị. À, các bạn ơi ăn lẩu á, thì không thể nào thiếu mồng tơi được. Mà trong vườn nhà mình á, thì mồng tơi hôm nay lâu rồi không hái á. Cái giờ nó ra dài nè các bạn coi nè. Nó bắt đầu leo vô mấy cái cây hết trơn rồi. Cái này mà mình làm vàng mồng tơi luôn cũng được nữa. Giờ sẽ cắt nó ra để ăn bớt. Để quá trời nhiều rồi. Bữa nay là ra quá trời ra luôn rồi. Ủa dây nó dài nè. Mới vừa tưới luôn bởi vì tươi xanh ngon quá trời luôn cái này á mà mình mà để như hoài á là nó sẽ leo luôn thành nguyên một cái vàng mồng tơi luôn nhiều quá ngọn quá rồi tiếp theo thì mấy chị em mình sẽ thả cá vô nha thả cá vô thả cá xong rồi để bên hàng chứ bên hàng rồi bên hàng để rồi chị bên hàng nó chín lâu chín cá nó meo cá nó chữa hơn cá lóc cá rô phi chị à này thái gà đây thái gà nhìn giống cá lóc hình như là thèm cá lóc thì phải chị em nhìn giống cá lóc lắm họ vậy là mình thành công rồi đó mình thái thành công rồi chị Dung ơi thái thành công rồi thái thành công rồi chị Dung ơi không có xương lên nha vậy hả sao gút xương hay vậy em đi dùng lóc gà lóc mà gút luôn hả ghê chị Dung nói là hôm nay ăn cá là chống gia đình cho trẻ nhỏ tại vì nhà mình em bé nhiều quá thôi giờ chị đi Dung cẩm chị có ý tưởng gì nè bỏng tay luôn nha
Không, mình làm đặc sản quê mình đi. Chín này hay để mình coi. Chị em mua là gút xương phơi một nắng. Chị à, gút xương phơi một nắng rồi đem lên và chế biến thì ăn được chứ đừng có để mình vậy ăn là chết à. Em để vô túi hơi á. Cá rô phi gút xương phơi một nắng. Lạ ta. Đúng rồi, hàng độc quyền mà cái em nhớ là nó có một cái món là cái gì? Ừ. Cái gì mà ôi, cá cha á chị. Cái cá ba sa chiên ngon. Khô cá cha không? Ừ. Khô cá cha, cá bơ cá bồng đó thì bây giờ cái phơi một nắng đó. Không mà em thấy cái này là ha, mà tại vì người ta chưa có phát hiện ra là cái ngon của cá rô phi. Cá rô phi này chứ làm khô ngon lắm. Đúng rồi. À, các cô chú anh chị các bạn ơi, hôm nay thì mấy chị em làm một cái lẩu nhỏ ở ngoài trời, ở phía sau là hoa rất là nhiều luôn, cảm giác thật là thích gì đâu á. Hôm nay mình có cái món lẩu cá rô phi nhiều rau, mời các cô chú anh chị các bạn cùng thưởng thức nha. Mời mọi người ăn thôi. Cái này ăn thôi. Cái này nhiều rau thôi nha. Mời mọi người ăn thôi. Hãy gắp đi đừng ngại ngôn. Hình như là gút xương rồi, đâu có xương. Dạ không có xương. Bỏ đại chén. Có xương là để cho nó ngọt nước. Ý kiến của em là không có bỏ xương đúng không? Không, có bỏ rồi. Bỏ rồi nhưng mà để xương rồi cho nó ngọt nước. Chị ba kéo trước rồi kìa. Có bụng rồi. Chị ba nhanh quá. Đợi em với chị ba ơi. Chị ba ăn sớm để bồi bổ cái tổn thương của chị ba ngày hôm qua. Sáng sớm 5 giờ là phải chị ba đo đường rồi đó. Chị thấy mấy đứa cực khổ vô không? Chị thấy chị cực khổ không? Đường của người ta đủ thước đủ tắc người ta đo rồi. Hay mượn chị đo lại. Mình mãi chạy xước không đau đau hai cái nách nè chị. Ủa sao mà té dưới đau trên không? Đau hai cái cánh. Cánh chạy cho mà. Hồi nãy cái này qua cầu nữa. Hồi nãy khi cái này qua cầu nữa. Ủa vậy là chấn thương chỗ nào đó chị ơi? Chị ơi, cái giò không có đau. Mà đau hai cái nách không à. Ngộ gì chị ba? Cái giò đau hôm qua rồi. Hôm nay là mới đưa đau thôi cái nách. Ngon quá. Ngon nha. Nó chua chua. Ngọt ngọt, cá thì nó thơm gì đâu luôn á. Nè cá dưới nhóc hết trơn, mới đưa lấy lên ăn đi nha. Này chị đi ăn văn được 6 con cá. Nè ai nghĩ ra món này vậy? Em! Dạ nha. Nó thèm á. Là món lẩu, lẩu cá rô phi. Nó đây, ăn này giải cảm. Muốn giải cảm là phải ăn ớt nhiều vô. Sát trùng. Dì ba dễ thương lắm á chị An, dì ba cho rau á chị An. Cho rau rồi cho cả cá luôn. À, mẹ ăn sớm hả? Dạ. Không, cô đó cô nói chuyện văn lắm. Chị thấy đâu nhóc không? Cá dưới nè mày đó. Mẹ ở dưới đây nhóc hết trơn nè. Wow, lấy cá lên ăn đi nha. Con xả cuộn là thơm lắm. Dạ. Ừ. Ủa, nó lẩu bốc khói luôn. Bữa nào có chị ba mới có được cái phần xả cuộn đó chị. Chị ba cuộn đó. Cho nó thơm. Cái lá cho nó thơm hơn cái cọng. Chú tìm không biết cuộn. Không biết cuộn thiệt. Em không biết mọi người khác sao chứ em thấy cá rô phi ngon quá trời luôn á. Ngọt. Có ai chơi đâu. Không. Đâu có ai chơi đâu. Lúc mà em với chị em đi bán á, có nhiều người không thích á, nên em cảm thấy thắc mắc á. Đúng rồi. Giờ giả bộ kiếm được miếng cá đâu không? Ở dưới á. Vậy là xin phép em dợi lên nha. Em lặn hết rồi. Cứ biết sao không, tại dùng của mình cá nhiều á, cá rô phi nhiều nên ta ăn. Ôi đây nè. Chứ không phải là ta không thích. Cá này mấy đứa ơi. Cắt đi con. Ti. Cá đi. Ti, ăn cá đi Ti. Đây. Được cái giám sát chưa? Rồi, đây. Cắt nhà mình hình như là heo mì lắm đó. Mình lên nhìn này là thấy cá ở dưới nè. Quá trời luôn là Ti ơi. Wow. Ti cắt đi con. Mì ăn được không? Từ từ Ti ơi, nóng nha, thổi á. Ti mới tắm nè. Ủa đợt này con để tóc dài luôn hả Ti? Thổi nha. Nóng quá trời nóng luôn á. Ăn gì mấy ngon ăn nào. Gà mồ hôi đã hết cảm rồi. Ăn miếng bạc hạt coi. Cảm bữa nay giọng nó trong rồi đó. Trong không chị? Trong. Nàng lẩu nữa là trong veo luôn. Sáng mới nằm nghỉ xuống cho sữa chị. Ăn ớt nhiều chị. Ngon quá chị dùng đá qua tới em rồi đó. Lắng tăng đúng không? Để ngay nhà mình vô ăn đi, mồng tơi ngon quá trời luôn kìa. Mồng tơi để vô ngon. Chị mồng tơi không muốn rửa luôn. Bác Hạnh nói á, ăn mồng tơi của cưng á, là ăn qua hình ảnh. Kìa bác Hạnh bữa nào ghé đi chị. Trời. Có đồ ăn ngon mà chả thể qua cho chị.
Vậy hả chị? Trời ơi, chị An ơi, nó bữa nay á là nó già mà nó tới nó mức độ mà nó ra cái mình làm cái vàng cho nó bò rồi, nó làm cái vàng luôn rồi đó. Rồi chị biết cỏ nào rồi đó. Để chị một bên cá. Đây có cá phồng đem tiền cho. Lặn cho chị miếng cá ăn cắm rồi. Cút ha, hú hồn chưa? Đây, cá của chị nè. Hết hồn luôn. Thêm nhà, thêm nhà. Thêm á. Ăn cháo cá nhiều lắm. Cút gặm miếng cá này. Ha, hú hồn chưa? Đã em nói rồi. Em ăn đi cho dung cho cảm nó vui. Các bạn ơi, hôm nay á là mình ăn là lẩu cá nhiều rau, mình đã nói ngay từ ban đầu rồi, là lẩu cá nhiều rau mà. Thôi cá là như hình ảnh mang tính chất minh họa. Giống như ngày xưa, xưa mẹ nói ngày xưa mà đói khổ đó, đâu ăn có rau. Thức ăn gì ăn đâu. Cái giống như là nhìn hình ảnh á, nhìn hình ảnh cái gì nè, múc ăn thôi à. Cho đỡ thèm. Hay gì giống như cơm nè, mình còn phải trộn khoai vô á. Ngon quá. Làm gì có này ăn, còn ăn cơm chiên đi học pha lan. Giống như ăn cơm nguội với pha lan. Đó ăn cơm nguội với đường á chị. Ừ. Ừ. Nước cơm với muối chưa? Cái thời em, đó của chị An á. Phải ăn cơm với muối cho mình. Là nó hơn tới 20 năm rồi chị ơi. Cơm với muối. Lúc đó là ba em chưa gặp má em nữa. Nhờ vậy hôm nay con bự như vậy đó con. Con quế cũng làm nè. Dạ nó sặc luôn hả? Lần tuổi. Mày đi không? Nhìn cái bông dạng hờ tặng em cứng ghê chưa? Có hai nhánh này bên. À, các cô chú anh chị các bạn ơi, hôm nay thì mấy chị em mình thật sự rất là vui luôn khi mà được ăn bữa tiệc lẩu ở ngoài trời với lại món cá rô phi nhiều rau. Nếu mà các cô chú anh chị các bạn thích đó thì nhớ like đăng ký nhiều nhiều để mà ủng hộ cho mấy chị em tụi mình nha. Xin chào tạm biệt, bye bye. Hẹn gặp lại. Rồi, tiếp tục ăn mấy con ơi. Bỏ gạo vô. Em thấy chị bà bỏ ra muối rồi con nhúc liên tục luôn á. Lẩu cá nhiều rau mà. Chị bà phải con nhúc mà. Chị ba ăn liên tục luôn á. Con nhúc mà. Em phải con nhúc quá. Thơm thơm mà thơm. Em ăn mì nha.